Chào tất cả anh em, con xin chào tất cả các chú nha. Hôm nay thì pin VTC VTC 6 của Sony nè, Sony của Nhật về nha. Thì cái này là dung lượng nó có, nó dung lượng nó 3000 đó, đóng cho Magneta thì chuẩn nó 6A luôn. Nội trở cái này rất là đẹp luôn. Nội trở chỉ 12 thôi, cái nào 13 là em bao nội trở cho, cái nào 13 thì em đổi lại cho. Tại vì đo gọi chân à. Đó, 12 mà 12 đẹp luôn đó, thấy không? 12 nhỏ luôn mà. Nói chung là bao 12 đó cho đó. Nào số 13 thì sẽ đổi lại cho anh em nha. Em đo từng sale, tại vì cái đợt này về chỉ có 200 sale thôi chứ không có nhiều. Đây. 12. Phải chở 12 đều luôn. Không có 13. Đó. VTC6 của Nhật. Tháo khối. Phải chở 12. Giá 65k nha, 65k ăn sale. Rồi đó, cảm ơn anh em xem với các chú xem nha. Thì có 200 sale thôi, anh em lấy thì tranh thủ nha. Tại vì pin này lâu lâu mới về, anh em đóng Magneta được chuẩn được 6A của pin Nhật luôn á. Thì 6A thì dung lượng nó rất là nhiều luôn, xài rất là bền. Pin này là xài là cực kỳ ngon à. Nó chở thấp gì là rất là khó kiếm, lâu lâu mới có được lô thôi đó. Cảm ơn anh em đã xem nha. Xin chào và hẹn cái clip khác.